Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều ngày 11 tháng 9. Chúng ta sẽ nói hai phần. Phần đầu tiên chúng ta cũng vẫn sẽ nói theo khu vực Trung Đông, Israel, Palestine, Hamas. Thì như chúng ta biết hiện nay là cái lực lượng Houthi của Yemen đã bắn hạ trên, tức là trên vịnh Eden các bạn nhé, là một cái máy bay do thám của Mỹ, cái máy bay mà MQ9 Reaper mà hay bay ở chỗ Biển Đen các bạn. Ở Biển Đen nó có hai loại, một cái loại MQ9 Reaper và một cái loại Global Hawk. Thì đây cái loại mà MQ9 này, Reaper này thì cũng đã bị, có thể nói là chủ vịnh Eden này là chắc là đang thám thính là cũng muốn sơi cái anh Sana, anh thủ đô của Yemen. Cái nhóm Houthi nó chủ yếu cái chỗ đập sầm sầm này các bạn này. Đấy, thì cái máy bay này là 30 triệu đô la Mỹ các bạn nhé, cái rất đau. Hiện nay là các cái lực lượng Mỹ ở vùng vịnh này là đang soát xét lại các cái vấn đề này xem có đúng hay không. Đấy là một tin hot. Cái tin thứ hai ấy, là hiện nay đang đấu súng rất là dữ dội tại cái nhà chính phủ ở phía tây của Gaza, tức là trung tâm Gaza. Đấy. Cái tiếp theo nữa là hiện nay Israel đang không kích vào một cái kho đạn của Liban, ở phía nam Liban. Và chúng ta biết rằng là bây giờ hiện nay đang tấn công xuống Địa Hàm rồi. Các cái lực lượng đặc nhiệm của công binh của Israel và Mỹ, nó gọi là các cái lực lượng Zaharum, hiện nay người ta đang tìm kiếm và sục sạo. Người ta có thể kết nối được là 482 km đường hầm. Tức là có nghĩa là họ đã định vị được, là tức là cái mạng nhện nó là 482 km. Thì như vậy là hết chưa? Hay là có đúng hay không? Hay là có sự trùng lặp hay không? Thì chúng ta chưa biết, bởi vì họ chưa xuống dưới đó mà họ tức là theo công binh người ta đo đạc, người ta ngắm rồi người ta soi rồi người ta nổ rồi thậm chí phát hiện ra một cái lỗ hầm. Đây là người ta kết nối lại là như thế là được 482 km. Thì nếu mà cái tình hình như thế này thì nó cũng là bắt đầu nguy hiểm rồi. Và như chúng ta biết rằng là hôm qua bên Israel đã bắn chết một trong những cái chỉ huy của Hamas, là cái người này là đứng đầu trong cái gọi là tinh chế sản xuất vũ khí các bạn nha. Đấy. Thì cái này là có thể nói là cũng là một cái thiệt hại rất lớn. Nói chung bây giờ thì tôi nghĩ rằng là cũng chả có chế tạo gì nữa đâu. Bây giờ là nó đánh chỗ nọ, đánh chỗ kia, nó cứ bịp chỗ nọ, là tít chỗ kia rồi. Thì bây giờ là một cái là nếu mà lên đánh được thì đánh, còn nếu mà trong trường hợp bên kia nó xuống thì sẽ giao tranh dưới hầm thôi. Chứ còn bây giờ mà sản xuất gì nữa mà sản xuất. Và hôm vừa rồi thì hôm qua là cũng bị một cái kho vũ khí lớn của Hamas là cũng đã bị tiêu diệt. Thì có thể nói là càng ngày càng tổn thất. Cái tình hình của Hamas thì chúng ta biết là đang cô lập rồi. Cái đó là cái điều chắc chắn. Thì hiện nay thì chúng ta biết rằng đây là đang có một cái cuộc dàn xếp kín giữa Mỹ, Israel và Hamas. Thì trong đó là cái khát khao nhất của Mỹ và Israel đó là làm sao mà giải thoát được con tin. Đặc biệt là con tin của Mỹ. Tôi nghĩ là chắc là cũng là bị áp lực rất nhiều của nhân dân đang biểu tình ở nhà Quốc hội cũng như ở Nhà Trắng và coi như là khắp nơi, nói chung là New York nữa. Thì cái dàn xếp này thì theo tôi được biết là có khả năng ngừng bắn 3 ngày. Mà cái khả năng ngừng bắn này thì bên Israel, ông Netanyahu thì ông không chịu 3 ngày đâu. 3 ngày thì để mà coi như thứ nhất đấy là trao trả 12 con tin của Mỹ và đồng thời là cứu trợ nhân đạo sẽ vào sâu trong cái khu vực Gaza này. Đấy, thì đàm phán có vẻ sắp đến nơi rồi thì bắt đầu thì ông Netanyahu thì có lẽ lại không đồng ý. Đấy, cho nên là cái này là không biết thế nào, cái lúc nọ lúc kia là không biết thế nào. Thì bây giờ là có khả năng là sẽ tức là cho dừng bắn theo giờ. Đấy, theo giờ để mà trao trả con tin. Nhưng mà nếu mà tôi nói nếu mà theo giờ thì trả dại gì, thằng bên Hamas trả dại gì, người ta trả theo là cho 2 tiếng để ông trả 12 người xong cái ông dập luôn thì coi như là có mà chết à. Đấy, cho nên nếu 3 ngày thì đến cuối 3 ngày thì ngồi cứ thương thảo thôi, hoặc là trao trả ví dụ như là ngày thứ nhất là 2 người 3 người. Đấy, ngày thứ hai là 3 người. Thì ngày thứ ba là 6 người, ví dụ là 12 người. Chứ còn chơi kiểu này và trả là trả những người gọi là sắp tắt thở trước hoặc già trước hoặc là vô nghĩa trước. Chứ bây giờ có một mình ông Khôn thôi, ông cứ trả hết cho tôi rồi bắt đầu là tôi sẽ ngừng bắn thêm 2 ngày rưỡi nữa rồi thì thôi. Thì cái tình hình này thì vẫn đang thương thảo các bạn nhé. Bên ông Biden ông cũng áp lực lắm, nhưng mà hiện nay có một số cái gọi là những cái gọi là cái lệnh từ ông trên nếu mà xuống dưới này là nó không nghe, đây là chịu đấy, ở trên bảo chứ không nghe đây các bạn nhé. Người ta nói cái ông Biden với cái ông Netanyahu là thật là không thích gì nhau. Đấy, thì thông thường là coi như là khi mà anh mà coi như là trúng cử tổng thống rồi là bắt đầu anh phải mời cái Israel là đến đầu tiên, nhưng mà không mời đấy. Mãi 9 tháng sau là một số áp lực của các cái chính khách khác là bắt đầu là Biden mới mời Netanyahu đến sau 9 tháng. Cho nên là bây giờ Biden là buộc là phải theo một cái thể chế của Mỹ là coi như là Israel nó là mình. Quyền lợi của Israel chính là quyền lợi của nước Mỹ và ngược lại. Quyền lợi của Mỹ chính là Israel, nó phải là lồng ghép như vậy thì nó mới đúng nghĩa. Cho nên là khi mà mới xảy ra cái trận ở đây là các bạn biết là Biden qua ngay để coi thể hiện là coi như là cái điều đó. Mà tất nhiên qua đây thì có 3 việc mà thành ra ông làm có 1,5 việc thôi, 1 việc rưỡi thôi, còn nửa công việc là không làm được là bởi vì người ta không gặp. Và cái triển khai cái nhân đạo là không triển khai được. Hiện nay thì có thể nói là bên Israel là đánh phá rất nhiều vào các đường hầm và đang lập cái bản đồ, tức là lập cái bản đồ trên phía trên mặt đất ấy, làm sao cho nó đúng như cái ở dưới thì tôi nghĩ cái điều này chắc cũng không thể. Nhưng mà người ta nói người ta có thể làm được, công binh có thể làm được, mà tôi nghĩ cũng không thể làm được. Làm thế nào nếu mà nó sâu tới 120 mét thì anh không thể làm được. Ví dụ như anh ở trên tầm 30 mét thì anh có thể làm được, chứ còn nếu mà sâu nữa thì anh chịu. Thì cái này thì chúng ta cũng không biết được, thì theo một số cái đánh giá là như vậy. Và từ khi mà bắt đầu chiến dịch trên bộ này thì Israel đã bị mất là 260 quân. Đấy tôi cho là lớn đấy các bạn nha, gần một tiểu đoàn là tương đối nhiều đấy. Cái ngày hôm qua tại Quốc hội Mỹ, tức là một cái nghị sĩ của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện đấy các bạn, là cái bà này là bà ấy là gọi là tên là Khalid. Bà này là người Mỹ mà gốc Palestine. Hiện nay mà lên án coi như đề nghị Quốc hội có một cái tức là một cái chính sách đối với Nhà Trắng, chỉ trích Nhà Trắng, chứ còn nếu mà tình hình như thế này là không thể chấp nhận được. Bởi vì đây không phải là một mình bà là lên tiếng mà có rất nhiều người Mỹ, rất nhiều chính khách khác người ta cũng lên tiếng. Và trong khi lên tiếng ở trong cái tòa nhà Quốc hội thì ở ngoài người ta biểu tình rất là đông. Cho nên người ta biểu tình rất là đông. Có thể nói là đây là cuộc chiến chia rẽ nhất trên thế giới. Tức là đánh một cái là người ta đã biết là ai là bên nào. Mà hầu hết là có như bên phía mà ủng hộ Israel thì chỉ có Mỹ thôi. Thực tế chỉ có Mỹ và thêm ông Ucraina này thôi, chứ còn không có ai ủng hộ hết. Còn mấy cái nước kia thì mấy cái nước là coi như nó dựng lên thôi. Mấy cái nước chạy theo nó dựng lên thì chúng ta không nói rồi. Còn riêng cái chỗ ông Hungary thì chúng ta không hiểu thế nào thôi. Là nó có vẻ là chia ra rõ ràng. Còn đại bộ phận là người ta lên án và một số là coi như là ủng hộ thôi. Hiện nay thì Hamas đang tiết lộ một cái điều là coi như là Hamas là đang được sử dụng các cái vũ khí của Trung Quốc. Đấy. Đấy, nó là được vũ khí của Trung Quốc. Cho nên bên Trung Quốc anh đang lấp liếm cái chỗ này, nhưng mà có cái là cái gì nó sẽ lòi ra thôi. Mà Trung Quốc hiện nay ấy, là đang khuyến khích quân đội PLA hay là quân đội của nhân dân Trung Quốc đấy, là bây giờ làm sao mà thành lập cái lữ đoàn, siêu đoàn, nó giống như cái gọi là An Quả Sa này của tức là lũ lụt đấy của Hamas, để mà dùng cái lữ đoàn, siêu đoàn đó tấn công Đài Loan. Chỉ cần tấn công là đủ thôi, cái đảo Đài Loan là đánh cũng rẹt đùng cái là xong thôi, rồi sau đó sẽ hỗ trợ sau, chứ không cần phải hai quốc gia đánh nhau rồi Mỹ với Trung Quốc lại nhảy vào APEC. Tức là chơi thế nào đó mà anh vẫn lấy được cái Đài Loan. Tức là như chúng ta biết là Trung Quốc với Đài Loan thì nói tiếng thì người ta hiểu nhau rồi, tức là một bên thì nói tiếng, một bên thì nói tiếng quan thoại, một bên thì nói tiếng phúc kiến, thì nói chung là nói là người ta hiểu thôi. Giống như là tiếng dân tộc với dân tộc này dân tộc kia này, nó ná như nhau thôi thì người ta hiểu thôi, thì là có thể là đánh người ta trà trộn. Trung Quốc thì bây giờ nó phải trà trộn hết trong Đài Loan rồi, thì nếu mà sử dụng cái loại như thế này đánh gọi là đánh úp cái thì chết thôi chứ cái gì đâu. Rồi, như vậy chúng ta kết thúc cái chỗ khu vực Gaza. Tóm lại Gaza có mấy cái vấn đề nổi cộm. Một là đã lập được cái bản đồ 482 km dưới đường hầm. Hai là cái lực lượng Houthi của Yemen đã bắn được một cái máy bay do thám 30 triệu đô la Mỹ. Cái này nó sẽ trả đũa đấy. Cái thứ ba là đã tiêu diệt một cái ông chỉ huy về sản xuất vũ khí. Thứ tư là 260 em Israel đã bị hy sinh từ khi mà trên bộ. Cái thứ năm là cái bà của nghị sĩ của Mỹ ấy, thì cái này nó sẽ đến tai chính phủ Mỹ các bạn nhé. Tại vì tất cả tôi thấy các cái hệ thống, các hãng thông tấn là đều đưa tin cái bà này đang dõng dạc tuyên bố mà rất là phẫn nộ và rất nhiều người ủng hộ bà. Thì đấy là có một số cái nổi cộm. Còn cái một số đánh nhau đấy thì thôi chúng ta cũng không quan trọng. Và cái cuối cùng đó chính là cái dàn xếp con tin. Thì nếu mà dàn xếp con tin như thế này ấy, thì chúng ta nó sẽ lộ tả ra cái vấn đề gì? Là vấn đề là Mỹ với Israel rất cần con tin. Đấy. Và bên Hamas thì rất cần cái sự ngừng bắn. Sự ngừng bắn đấy thì anh có thể một là anh chui lên được, hoặc là anh có cái điều kiện để mà anh tiếp viện tiếp tế được, hoặc là có thể là anh chuồn được, hoặc là có thể tử thủ. Tóm lại là anh tức là định dạng lại cái tình hình mới nhất để anh có cái thích ứng, hoặc là có thể tìm kiếm những ai còn sống, ai ấy cái đường dây nào còn đường dây nào mất, vân vân, trong cái gọi là mạng nhện mà các bạn. Thì bây giờ đánh tan nát hết rồi thì làm sao mà có thể lên liên lạc được? Thì cái thời gian đấy rất là quý báu, tức là bên kia rất là quan trọng cái thời gian ngừng bắn. Chứ bây giờ chỗ nào cũng nổ như vậy thì rất là khó. Bên kia thì rất là cần cái con tin, bởi vì anh càng đánh phá bao nhiêu thì cái khả năng con tin sống sót là càng thấp bấy nhiêu, rủi ro là càng cao bấy nhiêu. Và một cái cuối cùng nữa là cái người Palestine hiện nay là đang nhét nhát, coi như đang nam tiến các bạn nha, đi bộ, cứ thế đi bộ thôi, cứ đi càng xa cái chỗ mà anh Netanyahu anh chỉ mà cứ đi xa cái chỗ đấy là được. Đấy là coi như là đi đâu đi làm gì thì không cần biết. Bây giờ không cần biết là họ đi đâu và họ làm gì và họ ngủ ở đâu các bạn. Đấy, có như không nước, không ăn, không uống, không thuốc men, cứ thế lang thang đi bộ như vậy. Thì tất nhiên là nó sẽ có những cái xe cứu trợ đến, nhưng mà tôi nói xe cứu trợ bây giờ nó cũng khó khăn, rất khó khăn. Một khi người ta đã chặn, người ta đã cắt điện, cắt nước, cắt tất cả này thì chúng ta biết rồi, thì người ta là cố tình là cô lập cái người đấy, chịu rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến mặt trận. Có một số thông tin như chỗ Kiev thì nói rằng là hiện nay Mỹ sẽ gián đoạn trong cái vấn đề viện trợ. Còn nếu mà có viện trợ thì chắc chắn là sẽ nhỏ giọt. Đấy, tức là cho có thôi chứ còn sẽ không được như trước nữa. Còn trong cái tình hình nếu mà sáng sủa ở cái chỗ bên Trung Đông và sáng sủa ở cái chỗ Quốc hội thì sẽ nói sau. Chứ còn trên tinh thần là cứ xác định là không có. Thì ngày hôm nay cái máy bay, các cái máy bay F-16 thì nó đã đến gần biên giới của Ukraina rồi, hiện nay thì chưa cho vào đây với lý do tức là phi công là chưa đạt và đang đào tạo. Thì tại Romania các bạn nhé, Romania này, tại Vaslui đây các bạn này, tại cái thành phố này thì chúng ta thấy là đây là Moldova rồi, đây là Moldova là cái nước khác rồi. Đấy. Đấy. Moldova. Thế thì đây thì nó bay qua đây thì thoải mái thôi. Thì nếu mà trong trường hợp mà tôi nghĩ là nếu mà đã có về đây rồi là nó sẽ cho bay đấy các bạn nhé. Nó đưa qua đây rồi nó bay, nó bảo ngày hôm trước ngày hôm sau bên này là bay là bắn thôi. Đấy, chứ còn cái người biết bay không biết bay nó cứ cho NATO nó bay thôi. Thì chúng ta thấy từ đây thì nó đánh Khe Sòn thì là đánh đây là xin lỗi cái màu này, thì nó đánh đây là đơn giản thôi. À, rất đơn giản. Máy bay thì nó bay tới đâu chả được các bạn. Đây thì bao nhiêu cây số lắm, Melitopol, Kherson mà thuộc bên bờ bên này. Đấy, tất cả đấy thì rõ ràng là chúng ta hoặc là nó đánh cái loại F-16 thì nó tích hợp nó đánh vào luôn cả cái eo biển kép, cái chỗ tức là làm cầu Kherson ấy. Cho nên là bây giờ cái tình hình này nó rất mệt. Con 5 chiếc rồi nhưng mà sắp tới Hà Lan sẽ đưa tiếp sang. Thì chúng ta biết là Hà Lan và Đan Mạch là hai cái nước đấy là nó đồng ý là đưa cái F-16. Thế thì hiện nay là coi như là chỉ có chờ phi công biết lái thôi, tức là lái một cách sành sỏi thôi. Thì theo kế hoạch đó là qua tháng 1 năm 2024 là bắt đầu sẽ đưa qua Ukraine và có thể tấn công Nga. Đấy, tức là họ đang toàn tính cái mùa xuân đấy các bạn, tức là lại chiến thuật mùa xuân của năm mới. Đấy, như giống như năm nay, năm mùa xuân đánh không được là đánh mùa hè, mùa hè thì thất bại rồi. Đấy, cho nên là chúng ta thấy là Nga không làm ngay đi thì tôi thấy cũng rất là nguy hiểm. Rồi chúng ta vào cái chỗ Odessa lại. Cái Odessa này thì hôm qua chúng ta biết là đánh một cái tàu chở hàng mà đi van vào đây. Thì theo những cái người dân ở đây người ta báo lại đấy, thực tế chắc là cũng là nội gián thôi, những người dân mà thân Nga thì người ta nói lại là khi mà cái tàu này đến là coi như là dân là tất cả khu vực này là để tán hết, là không có được, mà cũng không có quân ở đây luôn, mà có một cái đội đặc nhiệm nào đó là nó lên tàu đấy là nó bật. Thì khi mà cái đội này lên là bắt đầu là Nga không biết thế nào đã biết là đánh luôn. Đấy, khi mà bốc là khả năng là tên lửa các bạn nhá, bốc bắn là rất nhanh, cho một cái đội xuống bốc rất nhanh, nhưng mà chưa bốc được thì là coi như Nga là đánh rồi. Cho nên là cái chỗ này là coi như là rõ ràng là Nga đã biết rất rõ, không cho vào, đến khi mà vào tới cái cảng của Odessa, tức là thành là mục tiêu tấn công hợp pháp rồi, bắt đầu Nga đánh. Chứ còn đi trên mấy cái quả nước Bulgaria, Romania này chả đánh làm gì. Còn khu vực Khe Sòn này thì cũng đang có nhiều vấn đề lắm các bạn. Nói chung là tình hình là cũng không thấy sáng sủa. Từ cái hôm mà thay cái ông thiếu tướng Makarevich thì là có như thay vào ông Teplitsky á, thì thấy cũng không có gì sáng sủa, mà có khi lại còn thấy còn dở hơn nữa. Ngày hôm qua là có 4 vụ nổ, từ hôm qua đến hôm nay đấy các bạn, 4 vụ nổ. Là một là cái vụ nổ là cái chỗ phía bên cầu này sang này, đây là một này. Một cái vụ nổ nữa, tức là Kurlinki. Đây, cái chỗ này chúng ta nhớ đây được rồi. Và phía bên này là hai cái vụ nổ ở đây nữa. Đấy, và một cái vụ nổ ở cái chỗ này. Đấy, với một cái chỗ mà cái cầu Antonov qua. Tức là 4 vụ nổ này thì Nga mất như thế là 2 cái xe tăng sẵn bọc thép, một cái hệ thống pháo, và một toán lính. Đấy, các bạn nhé, thế là tốn rất là nhiều. Trong khi đó là cái Kurlinki là nó nằm đây, Kurlinki nằm đây thì chắc là các lực lượng pháo ở đây để câu vào đây. Đấy, hoặc là lực lượng đồn trú đây để đánh vào đây, xe tăng ở đây, một cái xe tăng phía đằng kia. Đấy, tôi thấy là coi như tình hình ở đây là nó quá mệt luôn. Thì cái khu vực này là 1, khu vực này là 2, đấy, khu vực này là 3, bữa nay là khu vực này chứ không phải cái chỗ gọi là Kozachi này đó các bạn nhé. Thì người ta nói là bên Ukraine người ta đã lập được một cái hệ thống, tức là từ đây đến từ cái này luôn các bạn này, cho xuống tới Khai Son các bạn nhé, xuống tới Khai Son là cầu Antonov đấy. Đấy, là phía dưới đấy nữa. Và người ta có khả năng người ta sẽ lấy. Thế tôi vẽ lại cái chỗ này này, đây từ Cảng Phúc Cá này, đây Kurlinki này, chỗ này này, đây xuống đây có Antonov. Đấy, người ta sẽ lấy chỗ này. Thế chúng ta biết là cái Khe Sòn thì là coi như là nó nằm cả bờ đông bờ tây, mà bây giờ cái bờ tây bờ đông tức là bên Tả Ngạn bên này mà bị thế này thì còn gì nữa. Nhưng mà đây là coi như là bên Ukraine nó sẽ gọi là cái gì, tức là giành chỗ đứng một cách vững chắc, ổn định các bạn nhé, là ổn định. Và sau đó là họ sẽ lấy cái công viên này, tại công viên này chắc là Nga nó không giữ đâu. Đấy, và lên qua bọc luôn cái chỗ khu vực Cảng Khúc Ca này. Đấy, đấy là cái khu vực mà của đông, nó là như vậy đấy các bạn. Thế là coi như tình hình này là khó khăn. Đây, cái chỗ này là họ sẽ lập chỗ đứng trong vòng 1 đến 2 tuần. Nếu mà trong trường hợp mà Nga không đánh hoặc là thuận lợi ấy, thì bắt đầu là họ sẽ đổ bộ sang tất cả các cái xe thiết giáp, xe tăng các loại qua đây các bạn nhé. Tôi thấy nó đứng đầu đây phía bên kia được rất nhiều rồi, và mới thử qua 1-2 chiếc thì 1-2 chiếc thì Nga sơi rồi. Nhưng mà hôm nay lại qua được 2 chiếc nữa. Đấy, 2 chiếc xe bọc thép chứ không phải cái xe lụi nước các bạn này. Xe bọc thép mà hình như là chắc làm cầu phao gì đó rồi. Thế nên nếu mà trong trường hợp mà Nga mà vẫn cứ nín, tức gọi là nín, tức là nó gọi là cái gì đấy, yên lặng, nín, tức là người trong Việt Nam nó gọi là nín, tức là ví dụ đang khóc mà bảo nín đi này, đấy, tức là dừng đấy. Nếu mà Nga mà dừng ấy, thì là có khả năng là lấn tới. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết là khi mà người ta thí dụ như ở đây, xưa nay là bên Ukraine nó có cái chỗ mà radar nó ở đây, ví dụ nó bắt sóng thế này, theo một cái bán kính tròn theo cái đấy làm tâm, ví dụ như thế. Nhưng mà nếu mà nó lại mang được qua tới đây, tức là bây giờ trụ sở bên này thì nó lại bắt sóng qua tới đây luôn. Đấy, nói ví dụ đó. Thì là rõ ràng là cái tình hình nó là Nga mà cứ lạng quạng chỗ này là chết. Nó là như vậy. Nếu mà radar nó bắt được thì có nghĩa là gì? Nó pháo kích ra tới đây được. Hoặc là nếu mà nó điều khiển cái hệ thống tác chiến được thì UAV nó bay tới đây được. Có thế thôi. Còn nếu là ở bên đất đấy thì nó chỉ có bờ bên này là hết. Chứ còn nếu đã qua bờ bên này thì đương nhiên nó lại phải cộng thêm làm cái đoạn dài bên này. Đấy, cho nên rất nguy hiểm. Cho nên hôm qua tôi nói là bị đây mấy cái ở đây này, đấy là nó nằm trong cái tọa độ này. Chứ nếu mà nó nằm đây thì mà nó chỉ áp chế điện tử tới đây thôi thì nó chỉ bay tới đây thôi. Ví dụ nói ví dụ nó chỉ bay tới chỗ Kurlinki này thôi. Nhưng mà nếu mà nó đã đặt cái đại bản doanh đây, đấy, tức là có chỗ đứng vững chắc ở đây, thì đương nhiên là bắt đầu là nó sẽ oanh tạc vào tới đây. Nó là như vậy thôi. Cho nên nếu mà Nga hay nói cái khác là mất lãnh thổ, hay nói cái khác là họ đang tấn công, hay nói cái khác là họ thành công, đơn giản đấy thôi. Còn nếu mà Nga bây giờ cứ chờ cho nó qua đây thật đông làm thì một lần thì cũng ngon đấy, nhưng mà có đúng như vậy không? Nếu đúng như vậy thì tôi cứ mời anh qua, cứ đi thoải mái, coi như không có ai thấy, không ai nhìn, không ai biết hết đấy. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp là anh yếu hoặc là anh một cái chiến thuật là coi cứ lùi cái đã để cho nó vào sâu rồi mới đánh hay như nào đấy, thì cái này là nguy hiểm quá. Thì chúng ta biết là coi như là cái hiện nay là đang đem qua cái bờ bên kia sông ấy, là hai cái hệ thống phòng không các bạn nhé, gọi là tên lửa phòng không có thể tấn công được, và nó là hệ thống phòng thủ đấy. Tức là Iris là chúng ta biết là cái loại của Đức đấy. TPK của Đức với lại Osa-1 là hai hệ thống là họ mang qua tới đây. Trong trường hợp các cái xe tăng xe bọc thép qua đây mà ổn, các lực lượng qua đây tiếp tục đông hơn, ví dụ như là bây giờ có 400-500 rồi mà qua thì tiếp tục mà ok nữa thì nó sẽ là nó rải quân qua thôi. Rải quân qua là mang các hệ thống lắp đặt bên này, thì từ cái chỗ đó là các cái hệ thống pháo là có thể bắn được 25 km các bạn nhé, là bắn 25 km, tức là nó sẽ bắn xa hơn. Đấy, nó là như vậy. Đấy, chứ trước đây nó ở đây thì nó chỉ bắn tới đây thôi. Đấy, chúng ta cứ tưởng tượng như vậy. Nó không phải 100% như thế, nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng là như vậy. Nó bắn tới 25 km thì chúng ta cứ tính là cái bờ bên này là bắn qua. Nó là như vậy. Nên tình hình sẽ khó khăn đấy các bạn. Đấy, nếu mà Nga cũng không có cái quyết sách cái chỗ này, một là thôi cho chúng nó ở đây tá túc vào mùa đông, hoặc là đến khi mà sông mà nước nhiều lên rồi mới đánh, hay là nó qua đây nó khoảng một lữ đoàn rồi mới đánh, thì lúc đấy thì là anh phải mang 2-3 lữ đoàn đến đây, hoặc là anh không kích, anh pháo kích. Hiện nay các lực lượng Nga tại khu vực này đang chỉ trích cái lực lượng không quân của Nga là coi như đánh bom lượn bom liếc gì đâu mà đánh không chính xác. Đấy, cái mấy ngày nay mà chúng ta thấy là cứ đánh về bên này đấy là coi như là bây giờ là bảo là không có chính xác các bạn nha. Đấy, tức là nếu mà nó ở chỗ A mà anh đánh vào và trúng vào cái chỗ B thì coi như là bom lượn kiểu gì. Cho nên là bây giờ Nga đang phát triển cái loại bom lượn mà nó có cái tức là thông minh hơn đấy, tức là thế hệ sau rồi các bạn. Thì hôm trước cái đây 2 hôm tôi có nói, thì hy vọng là cũng sẽ cải thiện cái chỗ này. Bi quan thì không bi quan đâu, nhưng mà rõ ràng là nếu mà càng đánh nhau mà người gọi là đang tái chiếm đất của nhau mà cứ mất đất đi thì rõ ràng là như thế là chiến thuật đấy là không hợp lý rồi. Chúng ta tới cái chỗ khu vực Robotyne này thì cái như thế này thì chúng ta mới tưởng tượng là chỉ cần nói như mấy ngày này đây tôi cứ vẽ đây, còn đường đi xuống này, còn đường xưa em đi này. Đấy, thì cái Robotyne nó chỉ có nằm thế này thôi, còn bé tí tẹo này rồi. Cái bạn nào mà cứ theo dõi cái chương trình của bên kênh này thì các bạn thấy là như vậy. Thế thì bây giờ nó đã lõm qua vợ tới như thế này thì có nghĩa là chiếm được đất rồi đây này các bạn này. Đấy này, cả một cái vùng như thế này to như thế. Đấy là chiếm ý một bộ phận này. Hồi xưa mà tôi cứ vẽ là coi như là ngoằn ngoèo bảo là chiếm đấy, nhưng mà bây giờ thì chiếm thật rồi. Đấy. Còn cái đây anh này là anh cũ là anh Robotyne là anh này đó, chứ cái túi này chứ mấy. Rồi bây giờ lại còn xuống tới đây là coi như nếu mà đến cái chỗ này mà ta định vị địa lý thì nó ngang qua tới bên Novoprokapovka rồi. Đấy. Nếu mà định vị nó ngang qua đây nữa thì coi như nó sâu hơn là Varadise rồi. Đấy. Tất nhiên xuống đây thì bao nhiêu cũng bị bỏm hết. Đấy. Chứ cũng không phải xuống đây mà coi như là anh đóng đô được ở đây là không có được, nhưng mà có rõ ràng như thế là cũng không được. Còn cái chỗ này là vùng xám, nhưng mà bây giờ thì Nga đã lấy lại hết rồi. Cái phía bên Tây này thì sáng chúng ta đã nói rồi, tức là 15 chiếc này, trong đó có 3 xe tăng thì chúng ta sáng chúng ta nói rồi. Nhưng mà rõ ràng là đánh như thế này là cũng không được. Thì hôm nay là Nga tiếp tục đánh ở khu vực này các bạn nha. Khu vực này còn có một cái số xe cứu thương tới chở, không phải xe cứu thương mà xe tới mà chở thương thì đúng hơn, xe tải tới chở thương để coi ngạ đánh luôn cho lên đầy đủ lên xe rồi bắt đầu làm y một nải luôn đấy. Rồi chúng ta đi lên cái chỗ Avdiivka. Avdiivka nó có một cái tình hình này các bạn. Avdiivka thì bây giờ rất là khó khăn, không phải dễ đánh đâu. Hiện nay thì bên Ukraine nó có ba cái điểm nó tập trung. Một là cái điểm phía này, hai là cái điểm cái chỗ Siberia này, và ba là cái điểm chỗ này. Hiện nay đang chỗ đấy. Thì cái chỗ Siberia này ấy, thì chủ yếu là để cho, tức là làm chậm sức tấn công của Nga. Cái chỗ này xoáy để mà coi như có cái vị trí đứng để mà bắn pháo vào đồ nhét, mà hôm qua chúng ta thấy là bắn vào thì đã rất nhiều, mà bây giờ phải đi họp thi hành. Và cái chỗ này lấy làm sao có lấy lại được cái chỗ khu vực đường sắt. Đây là ba cái chỗ đó. Hiện nay là như vậy. Thì bây giờ chúng ta lên trên. Chúng ta lên trên cái chỗ này, chúng ta phân tích tí cái chỗ đằng trước là trên này thôi. Thì hiện nay Nga cũng đang cố gắng là tiến công đây, thì chúng ta thấy là vẽ đây được đây rồi. Bây giờ Nga có ba cái ô mà cần phải giải quyết. Nếu muốn lấy được cái Novokalinova này và lấy được Ocheres bên kia. Ocheres tiếng này đây. Nga phải lấy cho bằng được ba cái ô này. Ô thứ nhất là cái ô này. Anh phải bôi đỏ bằng được cái ô này. Ô thứ hai là cái ô này. Cái ô này nó không phải chữ nhật mà nó ô nó méo méo này. Đây là một. Đây là hai. Và ô cuối cùng là nối ra đây. Đấy, một cái hình tứ giác như thế này. Và ô thứ ba anh phải lấy được. Thì anh mới nói chuyện chỗ Beradice. Thì anh mới nói được cái chỗ Ocheres này. Thì anh mới nói được Novokalinova. Từ đây anh mới lên chứ. Anh mới có lối lên chứ. Từ đây thì anh mới có lối lên chứ. Và đây cũng vậy, anh mới có lối ra đây chứ. Nếu không làm được cái trò này thì cái phía Bắc cứ coi như cái nhìn nhàng coi như là giống như là tôi cũng như ông cũng như tôi, có thế rồi. Rồi chúng ta thoát khỏi chỗ này thì chúng ta nói cái chỗ mà Klitschivka cũng phải vui vẻ một tí. Tức là cái Klitschivka là bây giờ đánh gần hết luôn rồi nhá. Đánh hồi sáng thì chúng ta nói là được một nửa trung tâm mà đi răng vào hướng nào thì đánh luôn rồi, còn chiếm thì cũng chả có cái gì ở đây mà chiếm, toàn nhà tàn nát hết. Còn chỗ anh Avdiivka này hôm trước thì coi như là bên kia là nó có cái mũi nhọn, mũi tên mà tôi nói mũi tên nó vào ấy. Thì hôm nay là chiếm luôn. Xin lỗi. Thì hôm nay là chiếm luôn rồi các bạn nha. Chiếm luôn rồi. Tức là cái Avdiivka là bây giờ là của Nga rồi. Còn cái khả năng của Klitschivka là nếu tối nay thì nếu tinh thần này thì lấy luôn rồi xong. Các bạn tưởng tượng lấy chỗ này, đây nha, chỗ này. Bây giờ tôi làm nhỏ lại. Đây là Bakhmut, Klitschivka, Arovka, Turulovka. Còn đây Novo Bakhmut. Đấy, còn cái chỗ này Ocherestina, Novokalinova. Đây, nhỏ lại tí này. Thì chúng ta thấy này. Bây giờ hiện nay là hệ thống pháo của Nga, của Ukraine nó cũng không có nhiều, cho nên là bây giờ họ khi mà Avdiivka dưới này mà đang cần thì họ điều từ trên nào điều xuống. Đây là Konstantinovka, là cái chỗ này, cái chỗ ngã tư đường sắt mà hồi xưa Blinken đến mà đánh về chợ đấy, là người ta sẽ điều xuống dưới này. Ucraina thì này. Còn đến khi mà Nga đang đánh cái chỗ này, mấy ngày nay tôi sáng là tôi có nói là Nga mỗi ngày chiếm ít, đấy các bạn nhớ rồi, chỗ Bekivka đây, còn khu này Chasovka. Này, còn đây là Bakhmut các bạn nhé. Thế thì bây giờ là có như tình hình lại khó quá thì bắt đầu họ lại kéo lên trên này. Đấy. Mà hồi sáng là tôi nói là kéo là có như là từ cái chỗ Rubka chạy lên chạy xuống trận này đây, nhưng bây giờ là chạy ra rồi. Thì bây giờ nó là không có pháo nào, kéo lên là bắt đầu đánh khu vực này, cố gắng giữ. Các bạn nhớ chưa? Hồi sáng chúng ta nói là cố gắng giữ ở đây. Thế thì bây giờ là cái chỗ dưới này là nó liên quan với Ucraina. Đấy, chứ không phải là lấy từ cái phía ngoài xa này tới, tức là chỗ Bakhmutka là phía xa này, nó tới thì rất là xa, đến đây rất xa, mà đi đường làm vòng đó. Ở đây là gần nhất thôi. Thế thì cho nên là bây giờ cái chỗ Ucraina này là Nga cần phải giải quyết. Nếu giải quyết được cái Ucraina, cái ổ này rồi á, thì rõ ràng là cái chỗ này cũng êm luôn. Nga là coi như là Nga sẽ lấy luôn chỗ này. Tức là khi mà nó đánh mạnh ở đây là bắt đầu kéo vào đây, là Nga bỏ vào cái chỗ này luôn, bỏ vào chỗ này luôn. Các bạn cái hiểu ý không? Đó. Chứ còn bây giờ nó cứ chạy qua chạy lại, bên này nếu mà Nga đánh thì nó chạy xuống, thế là bên này Nga đánh thì nó lại chạy về. Thế thì bây giờ lừa nó một lúc đi cho nó vào và đánh lớn ở cái chỗ Beradice đây, chỗ này là chỗ Beradice đây các bạn, cái chỗ mà cái lúc nãy ta vẽ này, lên Ocheres này, cái chỗ này này, cái chỗ này này ông đánh cho mạnh đi, để ông ra ông lấy chỗ Beradice ông đánh vòng xuống dưới này, để ông đánh mạnh đi thì nó xuống đây là ông sơi luôn. Thì coi như sơi thì nó chỉ có vài cái nó chạy kéo qua kéo lại đây thôi, chứ là cứ tưởng nó mạnh nhưng nó không có gì cả, nó kéo về đây một cái thì trên này cũng lượm luôn. Đấy, trên này cũng xóa sổ luôn, dưới này xóa sổ luôn, xóa sổ xong rồi nó bắt đầu lấy Beradice đánh xuống rồi xong. Đấy, tôi nói ví dụ thế thôi chứ cũng không phải đơn giản đến mức như vậy, nhưng mà rõ ràng là anh Nga cũng đang có vấn đề về cái binh lực gì đây chứ không phải không đấy các bạn. Theo các cái bình luận của một số chuyên gia quân sự của Bộ Quốc phòng Nga, người ta nói như vậy, blogger quân sự họ cũng nói như vậy, chắc cũng có cái vấn đề gì đây chứ không phải không. Đấy, có hay là cái chờ để mà chuẩn bị một cuộc tấn công lớn hay không? Tất cả cuộc tấn công đều là tiềm tàng, đều có khả năng xảy ra hết bất cứ lúc nào, chứ không phải là không có đâu các bạn nhé. Đấy. Rồi vậy thôi, còn là lên trên này thì cứ nói thì buồn lắm người ơi, mệt lắm. Lên trên này thì có như là cái ống lọ mọ thế nào đấy là có như lại bị nữa, tức là nó lại bị một cách vô duyên, tức là lấy cái chỗ này là đây không chịu này, từ đó tại vì có nhiều bạn có thể là không tưởng tượng ra được cái chỗ, cho nên là tôi nói đây Petrovka này, nhớ có một cái đường đi vào đây đó, hồi đấy là Nga đánh rất nhiều các xe tăng ở đây này. Đấy. Hồi xưa tôi nhớ là lần đầu 3 chiếc ở đây, xong hôm sau 4 chiếc ở đây, sau đó là vào trong này cũng lượng đầu 1-2 chiếc ở trong này. Đây cái xe tăng vàng này, tôi nói vàng Nga. Thì bây giờ coi như các ông Nga là bắt đầu với ông ra, các ông lôi vào mình gần mà lôi vào để mà sửa thôi. Nó đánh cho đứt xích đứt đồ, hoặc là nó đánh cho bung nóc hay là một cái gì đấy đại khái sức mạnh thì đấy, thì kéo về cái là các kỹ sư, các cái công nhân cơ khí là nó gõ, nó hàn cái nào cần thay là nó thay. ABC nói chung là cả một cái xe to như thế, nhưng mà nó chỉ bị vài một bộ phận thì nó sẽ rất là tiết kiệm 7-8 chiếc. Chứ bây giờ mình chở từ bên Nga mình chở sang cái xe mới thì việc gì đâu, làm được cứ làm. Thì các ông đang mò các ông kéo đây là nó tới nó bớt, coi như là nó UAV nó phát hiện ra cái ông lọ mọ đây là coi như nó bắn vào cái xe đó lại luôn. Đấy, cái UAV nó bắn vào xe đó lại thì coi như Nga chết rất nhiều các bạn ạ. Tức là mỗi xe cứ vài ba em, mỗi xe vài ba em đấy, chết chỗ này. Cho nên bởi đây không muốn nói là cũng không có vui lắm, cho nên nhưng mà thực tế là chiến trường nào ta phải tường thuật thôi. Vậy thôi các bạn nhé. Đấy, tinh thần nó cũng có như vậy, tức là chúng ta lưu ý nó chỉ có một cái vấn đề là cái F-16 nó có thể tung tác bất cứ lúc nào. Đấy, đó là vấn đề thứ hai là cái viện trợ của Mỹ, là Quốc hội Mỹ đã nói rồi, chắc là còn cứ cãi nhau bên đấy còn lâu, nhưng nói chung cứ tự lực cánh sinh đi, để có cái gì dùng cái đấy. Và người ta đánh giá là hiện nay cái lực lượng của Kiev ấy là không đủ sức tấn công nhưng đủ sức phòng thủ các bạn nha. Đấy thì Nga phải biết cái chỗ đấy để mà Nga tiến, Nga làm. Còn cái tình hình chỗ Gaza thì chúng ta thấy cũng là khó khăn cho Hamas rồi, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn ủng hộ Hamas. Đấy đó chính là những du kích. Chúng ta cũng cứ nghĩ thì hồi kháng chiến chống Pháp là biết bao cuộc khởi nghĩa là cũng thất bại. Đấy. Nhưng mà rõ ràng nó có những cái kinh nghiệm, nó có những cái đúc kết, những người sau người ta sẽ làm tốt hơn. Đấy, tiến tới người ta sẽ lật đổ. Đấy. Vấn đề anh phải nuôi cái trí, và anh phải có cái đường lối, và anh phải có cái lãnh đạo, phải có cái thống nhất và quyết tâm, và có vũ khí đủ xài thì sẽ lấy thôi. Chứ tôi nói là cái bài của Mỹ và của Israel nó chừng đấy bài là chừng đấy bài, cứ mang tàu tiết ngông nghênh vào đấy. Bây giờ mà cái ông du kích ở Houthi mà ông còn bắn rụng cái máy bay trinh thám mà có loại đắt tiền của Mỹ thì là các bạn biết rồi. Vậy nhá, rồi chúng ta lại hẹn gặp nhau tại 22 giờ tại cái chương trình Nói Chuyện Thế Giới Qua Quả Địa Cầu, và 20 giờ bên kênh Chuyện Dũng 552. Các bạn qua bên kênh Chuyện Dũng 552 các bạn ủng hộ nhá. Bên đấy chúng tôi thấy được 3.000 người rồi. Cảm ơn các bạn. Bye bye.